Nếu với tài chính từ 1 tỷ 500 triệu đồng đến 1 tỷ 600 triệu đồng mà quý cô chú anh chị và các bạn có thể sở hữu ngay cho chính mình một căn góc với diện tích 65,66m², 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh với đầy đủ trang thiết bị nội thất thì quý cô chú anh chị và các bạn có quan tâm không ạ? Nếu có thì hãy theo chân em Quang để chúng ta cùng nhau đi review căn hộ này nhé. Xin mời. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với kênh Hải Nguyên Lan Nha Trang. Thì ngày hôm nay đây em Quang sẽ cùng với quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nhau đi review thật nhanh một căn góc với diện tích 65,66m², 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh với một số trang thiết bị nội thất đã được gia chủ trang bị tại đây. Vậy thì ở đây có gì đặc biệt, chúng ta hãy cùng nhau đi xem nhé. Trước mắt quý cô chú anh chị và các bạn là không gian phòng ăn, không gian bếp, nơi mà các cô các chị hàng ngày nấu ăn cho gia đình của mình đây ạ. Chúng ta hãy từ từ đi xem nhé. Đầu tiên đây là bộ bàn ăn với một bàn và 4 ghế gỗ rất là chắc chắn và dễ thương. Và đây là không gian nhà bếp, nơi có một tủ lạnh không phải là lớn lắm nhưng theo em nghĩ thì cũng đủ để có thể chứa các vật dụng để nấu ăn hàng ngày. Bếp ở đây thì được gia chủ trang bị kệ trên và kệ dưới đầy đủ, có rất nhiều ngăn. Cũng có một hộc tủ để chúng ta có thể bỏ một cái lò vi sóng ở đây nè. Mặt bếp thì được gia chủ lắp mặt đá màu đen, bếp từ hiệu Kiva. Và bồn rửa chén đôi. Đây, em Quang quay cận cảnh để cho quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể nhìn cái kệ trên có rất nhiều hộc đúng không ạ? Còn đây là kệ dưới. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian phòng khách, nơi có một ghế gỗ dài, hai ghế nhỏ và một kệ để tivi, một bàn. Tất cả đều được thiết kế bằng gỗ. Ở đây tạm thời chưa có tivi. Khi mà mọi người chúng ta mua căn hộ này về thì chúng ta sẽ phải cần mua một cái tivi mới để làm cho phòng khách của chúng ta được sinh động hơn. Từ phòng khách này thì quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể nhìn thấy view phố rất là đẹp. Nếu từ đây mà vào ban đêm thì chúng ta sẽ thấy thành phố rất là lung linh. Từ đây thì chúng ta có thể nhìn thấy tòa nhà OC3 của Mường Thanh Viễn Triều. Đây, em Quang sẽ quay cận cảnh để chúng ta có thể hình dung rõ ràng hơn về bộ ghế sofa bằng gỗ này. Rất chắc chắn và rất là đẹp ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ra khu vực ban công của căn hộ. Ở đây được gia chủ bố trí một máy giặt khá lớn hiệu Aqua. Ở đây bố trí giặt nóng của máy lạnh. Và dàn phơi đồ hàng ngày. Từ ban công này thì mọi người cũng có thể dễ dàng nhìn thấy view phố. Rất là thoáng và rộng rãi ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến không gian nhà vệ sinh chung của căn hộ. Tại đây thì theo như em Quang thấy thì gia chủ giữ nguyên thiết kế ban đầu của chủ đầu tư. Không thay đổi gì nhiều ạ. Nhìn trông khá là đơn giản. Khi chúng ta mua căn hộ này về thì mọi người có thể trang trí lại theo ý thích của mình, nhìn cho đẹp hơn. Vì là căn gốc nên hai phòng ngủ đều có cửa sổ rất là thoáng. Bây giờ chúng ta sẽ vào phòng ngủ đầu tiên của căn hộ. Phòng ngủ này thì rộng hơn và có một nhà vệ sinh riêng.
Cũng giống như nhà vệ sinh chung của căn hộ thì gia chủ giữ nguyên thiết kế ban đầu của chủ đầu tư, không thay đổi. Mỗi phòng ngủ thì được trang bị một giường và một tủ đồ cá nhân khá lớn. Bên cạnh đó là có một máy điều hòa. Đây, em Quang sẽ quay không gian phía bên ngoài cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Phòng ngủ này rất là mát vì có một cái cửa sổ rất là thoáng. Ở đây thì em nghĩ rằng chúng ta không cần phải sử dụng máy lạnh nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào không gian phòng ngủ thứ hai của căn hộ. Phòng ngủ này thì nhỏ hơn, cũng được trang bị một tủ, một giường và một máy điều hòa. Tương tự thì phòng ngủ này cũng có cửa sổ. Đây, em Quang mở ra cho mọi người thấy. Wow, gió luồn vào rất là mát ạ. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy không gian chung của tòa nhà Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang. Chắc là cũng nhìn thấy một ít biển đây ạ. Và bây giờ thì em Quang sẽ mời quý cô chú chị và các bạn chúng ta cùng nhau xem lại không gian chung của căn hộ. Đây là phòng khách. Đây là phía khu vực nhà ăn. Phòng bếp. Đây là khu vực ban công. Đây là khu vực không gian chung của căn hộ, nhà vệ sinh. Tại phòng khách thì có một máy lạnh riêng. Đây là phòng ngủ đầu tiên và phòng ngủ thứ hai. Nhìn không gian rất là thoáng, rất là rộng rãi đúng không ạ? Em xin tóm tắt lại thông tin chung của căn hộ này như sau. Căn hộ có diện tích 65,66m² là căn gốc nha quý cô chú anh chị và các bạn. Có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Với giá bán hiện tại rất rẻ đó là 1.550.000.000 đồng. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn quan tâm, hãy nhanh tay liên hệ em Quang theo số 0935 570 086 để trực tiếp đi xem căn hộ ạ. Nếu quý cô chú anh chị và các bạn yêu mến video này, hãy dành tặng cho em Quang một like và một share cho kênh. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.